ờ ừ, xưa cho con hỏi ngày trước con đã từng quy y tam bảo nhưng lúc đó con chỉ đi theo lời cha mẹ muốn chứ chưa thực sự có sự tìm hiểu về phật giáo chính vì thế mà con đã có nhiều lần khởi ý cho rằng có những người khác ngoài tam bảo là sự cứu cánh của mình nay con biết được rằng như vậy là đức quy y tam bảo vậy làm thế nào để con quy y lại thưa sư chỗ ở của con ở xung quanh không có chùa nên con cũng rất lo à, nếu như quý vị có theo dõi à, cái à, youtube một cách thường xuyên thì quý vị cũng thấy là hiện tại ha hiện tại tương lai thì cũng chắc nhưng mà hiện tại hiện tại à, sư có à, truyền tam quy và ngũ giới trực à, tiếp và quý vị có thể theo dõi ha? và khi mà quý vị quy y nhận tam quy và ngũ giới như vậy tức là quý vị đã thành tựu tam quy và ngũ giới rồi không cần phải lo nữa nhưng mà nhớ dùm cho sư chuyện này cái chuyện mà thọ tam quy và ngũ giới đó phải được thọ một cách trực tiếp ừ, thậm chí có thể trực tiếp thông qua cái màn hình như thế này thì sư tạm, tạm chấp nhận được ờ chẳng qua cái kiểu là không trâu bắt chó đi cài thôi ha ờ tạm chấp nhận được nhưng mà sư không đồng ý cái chuyện là mở ra video theo cái kiểu phát lại đó phát lại rồi mình đọc theo đó mà nó thành tư của cái chuyện quy y thì sư không nghĩ như vậy ờ cho nên trong trường hợp mà chẳng đặng đừng ha chẳng đặng đừng thì sư chấp nhận cái chuyện là À, truyền tam quy và ngũ giới trực tiếp như thế này trong cái ngày 30 và ngày đầm 14 à, quý vị có thể theo dõi để mà quý vị thọ giới và xin thưa là phải thọ uhm, kịp lúc nha kịp lúc ngay khi mà nó đang trực tiếp chứ còn cái kiểu mà xem phát lại đó thì sư không nghĩ là nó thành tựu đâu uhm.